Chắc các bạn đều đã từng hâm mộ một siêu sao hoặc thần tượng nào đó rồi nha. Nhưng có ai tự hỏi rằng liệu một trong những thế giới tàn khốc như hơn cả Impact thì thần tượng hay minh tinh sẽ như thế nào không? Nếu các bạn muốn biết thì hãy cùng Mọt đến với câu chuyện về Eden, ngôi sao rực rỡ nhất trong giới thần tượng của Honkai Impact nha. Giải đấu Liên Quân Mobile ROG HIU Young League dành cho học sinh và sinh viên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tranh từ ngày hôm nay. Theo dõi ngay để nhận những phần quà hấp dẫn nha. Ở những vùng đất yên bình mà Honkai chưa chạm đến, vẫn có những con người tràn đầy hoài bão và ước mơ, muốn cống hiến cuộc đời của mình cho nghệ thuật, làm tiếng hát cho đời. Eden là một cô gái như vậy. Ban đầu cô cũng giống như hàng hà sa số các cô gái trẻ tham gia vào ngành giải trí đầy cạnh tranh và khốc liệt này. Eden từng thuộc quyền quản lý của một công ty giấu tên, nhưng 2 tháng trước đã hết hợp đồng với tổ chức này và người quản lý. Vào một buổi từ thiện nọ, Eden đã tự liên hệ với ban tổ chức để tham gia. Khán giả hôm tham gia không đông, nhưng khi thấy Eden trên sân khấu thì họ đều rất ngạc nhiên. Không phải vì cô là siêu sao hay đại minh tinh gì, mà chỉ vì vẻ đẹp vô cùng cuốn hút của cô. Có người còn hỏi liệu đây có phải là một ca sĩ nào đó nổi tiếng mà họ chưa biết hay không. Nhưng khi cô cất tiếng hát của mình lên, tất cả dường như đã chìm đắm trong giai điệu đó. Clip ghi lại buổi diễn đó đã được đăng tải trên khắp mạng xã hội và trở nên vô cùng nổi tiếng. Đây cũng chính là lý do mà nàng ca sĩ trẻ này thu hút được nhiều sự chú ý đến như vậy. Có thể coi buổi biểu diễn từ thiện đó đã thay đổi cả cuộc đời của Eden. Từ ngày đó, cô gái mang tên Eden đã tiến bước mạnh mẽ trên con đường nghệ thuật. Cô không chỉ giành được sự yêu mến của công chúng, mà còn giành được vô số giải thưởng âm nhạc. Tên tuổi của Eden đã dần gắn liền với thời đại lúc đó, không ai là không biết đến. Tài năng cùng sự tâm huyết trong nghệ thuật của Eden đã đem lại cho cô nhiều thành quả, danh tiếng và cả sự giàu có. Nhưng không giống như nhiều người khác, vật chất đối với cô chỉ là vật ngoài thân. Cô không chỉ khiêm tốn mà còn hào phóng, thậm chí còn sẵn sàng tặng lại những chiếc cúp vàng mình đạt được trong các cuộc thi. Sự tùy ý này ngược lại càng đem về cho Eden danh tiếng tốt đẹp hơn. Tài năng của cô qua mỗi lần biểu diễn lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Ngay cả những chuyên gia khắt khe nhất cũng phải dành lời khen có cánh cho Eden. Lúc này, hình ảnh của Eden đã gắn liền với những danh xưng mỹ miều nhất mà con người có thể nghĩ ra. Thiên thần trên dây đàn, người biểu diễn nơi thánh đường hay giọng ca thiên quốc. Đạt được cả danh tiếng của cải, trở thành nữ thần vạn người mê đắm như vậy. Nhưng điều làm cô hài lòng nhất vẫn là Eden, khu vườn địa đàng đầu tiên. Như Su đã nói, chính cô mới là người đem lại ý nghĩa như vậy cho cái tên này. Vì thế giới âm nhạc cô tạo ra lúc đó chính là khu vườn tráng lệ và xinh đẹp nhất của thời đại này. Nhưng rồi khi điều đó xảy ra thì tất cả mọi thứ đã thay đổi. Luật giả thứ 7 đã giáng lâm. Khác với 6 luật giả đã bị đánh bại trước đó, sức mạnh của luật giả thứ 7, Hersher of Flame, là vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong 7 ngày, cô ta đã nhấn chìm châu Úc trong biển lửa. Khi ngọn lửa của luật giả thứ 7 giáng xuống, Eden đang biểu diễn tại sân khấu của tòa nhà Sydney Superdome. Gần như toàn bộ tòa nhà đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Khán giả và nghệ sĩ thương vong vô số. Họ không thể tin sau thời khắc thưởng thức nghệ thuật đó là cái chết trực chờ. Eden cùng một số ít người đã may mắn sống sót qua vụ hỏa hoạn đó. Bài hát cô cất lên trong khoảnh khắc đó vẫn còn đang dang dở. Đây vẫn luôn là ca khúc mà cô thích nhất. Nhưng bây giờ, nó lại trở thành ca khúc cầu siêu cho những vong linh xấu số. Cô muốn nghĩ nghệ thuật có thể cứu rỗi nhân loại. Nhưng nỗi sợ hãi từ ngọn lửa như thiên hỏa đó còn sáng chói hơn cả niềm hy vọng cô đem đến cho khán giả. Đó là thứ ánh sáng cô không thể chạm tới. Cùng lúc đó, cô cũng biết thời đại thuộc về ta đã kết thúc rồi. Sau đó, Eden cùng những người may mắn sống sót đã được đưa trở về cơ sở của bướm trục hỏa. Cô được trị liệu tâm lý ở đó trong một thời gian dài. Nhưng cũng nhờ đó mà Eden quen biết được nhiều chiến sĩ ở đây. Và đặc biệt nhất trong số đó chính là một cô gái tóc hồng tên Elijah. Elijah là người bạn đầu tiên của Eden tại bướm trục hỏa. Và cũng là người đầu tiên cho cô biết thế nào là tình bạn. Trong năm sau đó, Eden đã tích cực tham gia hỗ trợ các nạn nhân. Quỹ từ thiện cô thành lập cũng giúp những người may mắn sống sót dựng lại nhà cửa. Chỉ có điều, một cuộc điều tra xã hội cho thấy, khi được hỏi rằng bạn có muốn tham gia các hoạt động như hòa nhạc, nhạc kịch, lễ hội âm nhạc nữa hay không, thì đến 80% người được hỏi trả lời là không. Rõ ràng trong mấy năm qua, thiên tai, chiến tranh loạn lạc, xã hội khó có thể gọi là bình yên. Con người ngày càng không quan tâm tới giải trí. Chỉ xét trên phương diện này, Eden dựa vào sự kiên trì của bản thân mà cố gắng đến bây giờ cũng là kỳ tích. Khi tất cả hiện thực bày ra trước mắt, Eden hiểu rằng Eden với tư cách ca sĩ đã chết trong trận hỏa hoạn năm đó, hào quang của cô đã biến mất từ lâu rồi. Nhưng nếu là Eden của bướm trục hỏa thì có thể tiếp tục tỏa sáng trên thế giới này như một ngôi sao. Nếu đã muốn sống thì phải sống thật kiêu hãnh giống trước kia. Cô tự nói với mình như vậy. Vậy nên Eden đã trở thành một thành viên của bướm trục hỏa. Đêm hôm đó, Eden đang ngồi một mình trong phòng. Bỗng nhiên Elijah xuất hiện và ôm chầm lấy cô. Hi Eden, đang làm gì đấy?
À Ellie, đừng có xuất hiện đột ngột sau lưng người ta chứ. Tôi thấy Eden là không kiềm chế được mà. Eden hôm nay thật xinh đẹp. Sau đó, Eden cho Elijah xem những mẫu thiết kế đồng phục mới. Do Elijah từng than phiền rằng, đồng phục hiện tại không có phong cách gì cả. Ellie thấy bản vẽ của Eden thì tấm tắc khen, rồi bảo Eden nên đem nó cho mọi người xem. Có gì mà không tiện, bạn đã là thành viên của bướm trục hỏa, là đồng đội của mọi người, Eden. Người ở đây, ở thời đại này, đều nghe Eden hát mà lững lên. Bạn là minh tinh trong mắt mọi người. Eden chỉ cười bất lực. Cô hỏi Ellie chiến trường có đáng sợ không? Cô nhìn thấy những người xung phong tới đó. Nếu không phải là thương tích đầy mình, thì cũng là không thể trở về nữa. Đây không phải là vết thương, mà âm nhạc có thể xoa dịu. Tiếng hát của cô đã không thể đem đến ánh sáng hy vọng cho mọi người được nữa. Elijah không nói gì. Một lúc sau, tiếng Eden lại vang lên. Ellie, tôi có thỉnh cầu này. Tôi nghe. Nghe có phần đường đột, nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Eden hít một hơi thật sâu, như là chuẩn bị bước vào sân khấu mới. Hãy để tôi tiếp nhận phẫu thuật siêu biến. Vậy là Eden đã tham gia phẫu thuật để trở thành chiến sĩ dung hợp. Và do thể chất của Eden phù hợp với nhiều loại tế bào của thú hình cài, nên trước khi tiến hành phẫu thuật, Eden đã nói với Elijah và Mobius rằng, nếu có thể lựa chọn, hãy cho ta cái chói mắt nhất. Thú hình cài dung hợp với Eden được đặt tên là Veruna, mang cấp đế vương. Cho dù được coi là thú hình cài có sức mạnh, nhưng cô lại không có kinh nghiệm thực chiến như Ellie hay Kevin. Và cũng một phần cô cho rằng sự khổng lồ quá mức của Veruna là quá khoa trương và không có nhiều tác dụng khi chiến đấu, nên cô ít khi nào đích thân ra chiến trường mà thường ở hậu phương để hỗ trợ cho mọi người. Mọi việc cứ như vậy cho tới khi luật giả thứ 9 bị đánh bại. Lúc này, bướm trục hỏa vẫn đang thực hiện dự án chìa khóa thần của Dr. May. Tất cả các lõi của luật giả bại trận sẽ đều được sử dụng để chế tạo vũ khí cho nhân loại. Kevin đã đem lõi của luật giả thứ 9 cho V5 để cô chế tạo ra chìa khóa thần thứ 9, giai điệu tinh hải. Thành phẩm là một khối cầu có thể tạo ra các lỗ đen, thao túng trọng lực và bẻ cong không gian. Eden biết mình còn thiếu gì đó, như là bài hát còn thiếu đi hợp âm quan trọng. Và khi tiếp xúc với Gatki thứ 9, cô như đã tìm được phần còn thiếu của mình. Cô yêu cầu bướm trục hỏa cho mình thử nghiệm nó. Kết quả, trực giác của Eden không hề sai. Ở trong tay Eden, Gatki thứ 9 đã phát huy công sức cực mạnh, công lực mạnh nhất, thậm chí có thể đánh sập cấu trúc của thực tại. Từ đó, nó trở thành vũ khí của Eden được sử dụng nhiều nhất. Và sau đó người ta cũng gọi món vũ khí đó với tên gọi Eden Star, ngôi sao của Eden. Sau đó luật giả thứ 11 giáng lâm, dẫn đến sự kiện bi thảm, thảm kịch trói buộc. Eden ở hậu phương để chi viện nên đã may mắn thoát chết. Sau đó cô cũng trở thành 13 chiến sĩ dung hợp cuối cùng của nhân loại. Lúc đó, chính là thời khắc đen tối, nhân loại đã mất đi phần lớn lực lượng để đối kháng với Honkai, nên có thể nói các chiến sĩ dung hợp cuối cùng còn lại là tài sản quý giá nhất của bướm trục hỏa. Nhưng Elijah lại không muốn tất cả những đồng đội của mình phải chia 5-7 như vậy. Cô lên ý tưởng thành lập một tập thể anh hùng cuối cùng, lấy tên là Thập Tam Anh Kiệt Trục Hỏa. Có thể coi đây là gia đình quan trọng nhất của cô. Elijah nói điều này cho Eden biết, và Eden rất hưởng ứng. Cô cũng nhận bé F hình dạng Elijah. Đây là món quà mà Elijah làm cho tất cả mọi người. Eden nhận nó, coi như là lời ủng hộ dành cho Ellie. Mỗi người được Elijah xếp những con số cùng với một tước hiệu để thể hiện sự ảnh hưởng của mình với tổ chức. Eden được xếp thứ 4 trong Thập Tam Anh Kiệt với tên hiệu là Hoàng Kim. Elijah cũng muốn rằng câu chuyện và ý chí của Thập Tam Anh Kiệt sẽ được lưu truyền tới muôn đời sau. Vậy nên cô cũng đề xuất tạo ra một dự án có thể lưu giữ ý thức của các anh kiệt, từ đó tạo ra một vùng không gian đặc biệt được gọi là khu vườn Hoàng Kim. Và tất nhiên bướm trục hỏa không hề ủng hộ dự án này, vì họ cho rằng lưu giữ ký ức của anh Kiệt là hao tốn tài nguyên và không thiết thực trong thời thế loạn lạc này. Nhưng cho dù phản đối thì cũng không thể làm gì được. Kỹ thuật sao lưu ký ức được Morbius và Dr. May đảm nhận, còn tiền bạc và kinh phí tất cả đều được một tay Eden chi trả. Đúng là người giàu, họ làm gì cũng đúng. Sau đó, khu vườn Hoàng Kim đã hoàn thiện, cá thể ký ức của các anh Kiệt lần lượt được tạo ra. Nhưng Eden lại có một quyết định đặc biệt, đó là giao lại vùng đất này cho Morbius. Khi cô nói điều này với Morbius, cô gái tóc xanh cũng không có bất ngờ. Eden, bà lại say rồi sao? Cô khẽ cười đáp. Không. Vậy Elijah bảo bạn tới chỉnh đốn ta. Không, Morbius. Được rồi, xin lỗi. Sao đột nhiên bạn lại nghĩ đến việc này? Không phải đột nhiên, mà là đã nghĩ từ lâu rồi. Từ sau thảm kịch đó, bạn là nhà khoa học Morbius. Tôi nghĩ bạn đã dự đoán được trước tôi rồi. Thời đại này có lẽ đã không thể thắng lợi được nữa. Bạn nói đúng, Eden. Đúng là tôi cảm thấy thời đại này đã không thể thắng lợi được nữa. Vì thế, Morbius, tôi mới muốn tặng lại cho bạn khu vườn. Tại sao lại là tôi? Vì tôi biết bạn cần, bạn của tôi,
nghiên cứu kế hoạch của bạn đều không thể thiếu nó. Tôi không yên tâm giao nó cho những nam sinh kia. Còn Dr. May, bạn cũng biết sức khỏe hiện tại của cô ấy rồi. Còn Elijah thì công việc này không phù hợp với cô ấy. Tôi chỉ mong nếu khu vườn không bị hủy diệt theo thời đại, có lẽ nên giao nó cho người có thể phát huy được hết giá trị. Mobius vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Eden, cô đã hiểu tất cả. Thôi được rồi, tôi chấp nhận đề nghị Eden. Cảm ơn Mobius, hy vọng nó có thể được bạn tận dụng tốt. Là tôi phải cảm ơn bạn Eden. Sau này, khu vườn Hoàng Kim đã có tên khác, nó được gọi là vùng đất xưa cũ. Sau đó nhân loại tiếp tục đối mặt với sự xuất hiện của luật giả thứ 12, kéo theo đó là bi kịch tàn khốc. Ba thành phố cuối cùng của nhân loại đều đã tiêu vong. Cả thế giới chỉ còn 31.022 người sống sót. Giống như lời Eden nói, thời đại này đã không còn cơ hội để chiến thắng Honkai nữa. Lúc này, Dr. May cùng các anh kiệt còn lại đành bắt đầu khởi động các dự án còn lại để đảm bảo cho sự tiếp nối văn minh nhân loại ở thế hệ tiếp theo. Kevin với kế hoạch vết thánh tái định nghĩa nhân loại thế hệ mới. Sue với dự án Valuka quan sát các thế giới song song. Chrisel với kế hoạch sinh tồn, đem theo ngân hàng Gen tìm một hành tinh mới trong vũ trụ. Và Eden với kế hoạch hỏa chủng, truyền đạt lại tri thức của tiền văn minh cho thế hệ mới. Eden cũng đã hỗ trợ các dự án của đồng đội rất nhiều. Ví dụ như việc cô giúp VO5 tạo ra gắt khí thứ hai. Sau nhiều pha chơi lớn của mình, VO5 đã bị Dr. May cắt 80% ngân sách. Còn Eden thì lại thấy những phát minh của VO5 rất thú vị, nên đã thành đại cổ đông của cô. Eden còn mạnh tay tài trợ cho các nghiên cứu của cô. Gắt khí thứ hai là một đầu tàu khổng lồ. Nó sử dụng lõi của Hester of the Void để xuyên phá không gian, từ đó có thể du hành trong biển lượng tử và xuyên qua các thế giới. Nhìn thấy thứ to lớn trước mặt, Eden cũng phải thốt lên. Thật quá kỳ diệu, V5, ta có dự cảm. Chìa khóa thần thứ hai mà ngươi chế tạo nhất định trong tương lai sẽ tạo nên giá trị mà chúng ta không thể tưởng tượng. Đúng như vậy. Sau đó thì God Key thứ hai được Eden giao lại cho Sue, hỗ trợ anh trong việc quan sát các thế giới song song. Tiếp đến là kế hoạch hỏa chủng của Eden. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, Eden lại giao phó dự án này cho Hoa. Hoa, kế hoạch hỏa chủng có vẻ như truyền đạt quá khứ, tri thức của chúng ta tới thời đại mới. Nhưng về bản chất vẫn là mở ra một thời đại mới. Mà ta, thời đại thuộc về ta nó ở đây, sân khấu của ta nó ở đây. Dù tương lai có sáng ngời thế nào, đó cũng không phải là nơi ta nên tới. Ở đó sẽ không có vị trí dành cho ta. Nhưng Eden, tại sao lại là ta? Nếu giao nó cho người khác, nhất định họ sẽ làm tốt hơn ta. Không, Hoa. Ngươi không cần lúc nào cũng coi nhẹ mình như thế. Ngươi là ngôi sao sáng nhất trong các anh kiệt, chỉ là ngươi còn quá trẻ. Hoa, kế hoạch hỏa chủng này, nếu như trong chúng ta có người vì nó mà bước vào thời đại mới, thì ta hy vọng đó là ngươi. Ngươi nên ở đó mà sống cuộc đời thuộc về chính mình, thuộc về Hoa chứ không phải là anh kiệt. Ta hy vọng trong thời đại mới, ngươi có cuộc sống thật sự của mình. Sau đó Eden đã gọi nữ oa và phục hy đến để ra mắt Hoa. Hai người này từ nay sẽ cùng Hoa thực hiện kế hoạch hỏa chủng. Tiếp đến là quyết định quan trọng của Elijah. Cô đã tiết lộ thân phận luật giả của mình. Cô tình nguyện đóng vai kẻ địch để giúp nhân loại đoàn kết lại. Vào một đêm trăng sáng, chỉ có Eden và Elijah ở cùng với nhau. Ngươi xem, trăng thật gần với chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thưởng thức được sắc đêm. Ellie, ngươi luôn biết an ủi ta đúng lúc, Eden tốt của ta. Sau đó, Elijah cũng kể hết toàn bộ chân tướng cho Eden biết. Eden cũng kể lại diễn biến cuộc họp của Dr. May tổ chức vì Elijah. Cô khép mắt lại, để gió trêu đùa tóc mai, vui đùa một chút vì cô biết sẽ không còn cơ hội như thế này nữa. Rồi Elijah nằm xuống để cảm giác ấm áp đó chạm vào lưng. Ở lại thêm chút nữa đi Eden, ta muốn tận hưởng thêm. Ta chỉ từng nghĩ sự sụp đổ đầu tiên của ngươi là dùng trong trường hợp này. Thật lãng mạn, ta thật sự rất thích. Cảm ơn ngươi, Eden tốt của ta. Eden từng nhớ có lần Elijah nói với cô rằng muốn cưỡi cá voi khổng lồ để bay giữa ngân hà. Lúc đó cô chỉ dịu dàng nói rằng việc đó chỉ có trong cổ tích. Nhưng hôm nay Eden đã thực sự làm được việc đó cho Elijah rồi. Đêm hôm đó, Eden đã tiến vào trạng thái sụp đổ nhân tạo, biến hình thành trạng thái hoàn chỉnh của thú Honkai Veruna, trở thành một con cá voi khổng lồ. Cô để Elijah nằm trên lưng, lấy trời làm biển, đuôi khẽ vẫy nhẹ, rồi biến mất trong bầu trời đầy sao. Khi đến ngày Elijah tổ chức bữa tiệc cuối cùng, Eden cũng là một trong bốn người cuối cùng tham gia thực hiện việc thảo phạt Elijah, tiêu diệt luật giả thứ 13. Dù Eden vô cùng đau khổ, nhưng đây là quyết định của Elijah và cô tôn trọng điều đó. Vậy nên Eden nhất định phải ở bên Elijah cho tới thời khắc cuối cùng. Vậy là thập tam anh kiệt đã mất đi lãnh tụ thứ hai, đổi lấy cho nhân loại thêm một chiến thắng. Nhưng lại không thể vui mừng hay đau buồn quá lâu vì kẻ địch cuối cùng đã xuất hiện, Trung Yên luật giả. Eden cũng tham gia trận đánh đó, cô may mắn sống sót trở về cùng với ba người là Hoa, Kevin và Mobius. Vì họ đã không thể đánh bại được Trung Yên tại đây, nên nhân loại đã đến hồi kết.
những người còn sống đều tranh thủ 12 tiếng quý báu khi luật giả bị vô hiệu để sơ tán và chuẩn bị cho quá trình ngủ đông sâu trong lòng đất. Còn mong có thể tránh khỏi quá trình hủy diệt của Trung Yên. Nhưng khi cabin đã sẵn sàng, mọi người lại không thấy Aiden đâu. Kevin muốn đi tìm cô, nhưng Mobius yêu cầu để cô đi. Cuối cùng cô tìm thấy Aiden tại căn cứ đổ nát, bên cạnh một chiếc máy phát, đang phát một bài hát cũ của thời đại. Quay về đi Aiden, đứng ở đây không tốt cho sức khỏe. Là Kevin, bảo bạn đi tìm tôi đúng không? Vậy bạn cũng biết câu trả lời của tôi rồi tiến sĩ. Tôi biết. Thật không quen, Mobius, nếu có Elijah ở đây, chưa biết chừng không khí sẽ sôi nổi hơn. Bạn nghiêm túc rồi à? Tôi đã thấy cô ấy sẽ làm ồn tới mức không nghe nổi chứ. Tôi biết bạn không thích Ellie, nhưng chúng ta phải thừa nhận có những điều cô ấy nói luôn đúng. Tiến sĩ biết không, Elijah từng nói với tôi một câu. Aiden, con người ở thời đại này đều nghe bạn hát mà lớn lên. Mobius, tôi thuộc về thời đại này. Đây tuyệt đối không phải là sự hư vinh, cũng không phải sự từ bỏ nhu nhược. Đây là một kiểu niềm tin. Vận mệnh của thời đại sau nên để người thời đại sau viết. Còn giai điệu của thời đại này vẫn là nên để lại thời đại này đi. Nói rồi Aiden khẽ gật đầu với Mobius, cùng với nụ cười hướng về đại địa hoang vu phía xa. Mobius không bất ngờ trước quyết định của Aiden. Cô quay vào trong căn cứ. Nhưng cô bỗng giật mình quay lại, thấy Aiden hướng về phía trời đất bao la, cất lên ca khúc cuối cùng của mình. Không hiểu sao trong lòng Mobius lại dấy lên sự bi thương khó tả. Đây là sức mạnh của nghệ thuật sao? Không, không phải. Đây là vì mình đang chứng kiến sự tiêu vong của một thời đại. Tiếng hát của Aiden thuộc về thời đại này. Aiden, cô ấy chính là hình ảnh thu gọn của thời đại này. Giống như giọng hát này đang đi về phía tử vong, về ngày tận thế. Giọng hát này giờ là lần cuối vang lên ở trời đất này. Và khi Trung Yên luật giả thức tỉnh, Aiden đã biến mất cùng với dấu tích của toàn bộ tiền văn minh. Tuy toàn bộ dấu ấn của Aiden đã lụi tàn cùng thời đại, nhưng câu chuyện của cô vẫn chưa kết thúc. Một phần linh hồn của cô vẫn tồn tại trong vùng đất xưa cũ. Ở đây Aiden vẫn mang trong mình những hoài niệm về thời đại năm xưa. Cứ như vậy, tới tận 5 vạn năm sau, có một luật giả của thời đại mới đã tìm được đến đây. Cô gái đó tên là Raiden May. Chính điều này đã đem lại cho Aiden và mọi người không ít niềm vui, nhưng cũng đem lại cho vùng đất xưa cũ một mối nguy mới. Hersher of Corruption thế hệ mới đã ký sinh vào cơ thể của May và tấn công vào đây, lần lượt tiêu diệt các thể ký ức của các anh kiệt. Trong đó, Elijah là người đầu tiên bị tấn công và hấp thụ. Sau nhiều trận chiến, người cuối cùng sống sót lại chính là Aiden và bé F cô nhận từ Elijah năm xưa. Và để có thể giúp Raiden May đưa được thể ký ức của Elijah trở về, Aiden đã hy sinh toàn bộ dữ liệu của mình, hòa trộn hồi ức của mình với Elijah. Aiden, như vậy cũng có thể coi là chết. Như vậy, nó sẽ mãi mãi trở thành một phần của cô ấy. Không phải là rất lãng mạn hay sao? Đừng lo cho ta tiểu thư May, ta chưa từng sợ hãi cái chết ở mọi hình thức. Đối với ta, cuộc đời cũng chỉ là một vở kịch dài, chỉ cần vào lúc thích hợp, hạ màn một cách đẹp nhất, vậy mới là vở kịch hoàn hảo. Hy sinh toàn bộ cho người mình yêu nhất là cách hạ màn hoàn hảo để kết thúc vở kịch của cô, cũng chính là kết thúc của anh kiệt hoàng kim Aiden. Một vài fact thú vị về Aiden. Aiden sinh ngày 31 tháng 10 chính là lễ hội Halloween. Chắc do Miyagi thấy Aiden hát hay nên cho bả sinh vào ngày này luôn cho nó dễ xin kẹo chăng. Aiden là người chu cấp lo ăn ở cho toàn bộ thập tam anh kiệt. Lúc chưa có Aiden, cuộc sống của đội anh kiệt khá thê thảm. Khi mới vào hội, Aiden thường xuyên thấy tình cảnh mười mấy chiến sĩ ngồi trong phòng họp ăn mì gói. Cô còn tưởng đây là truyền thống của hội. Các bạn thấy việc Aiden hóa cá voi để chở Elijah đi chơi lần cuối là lãng mạn lắm đúng không? Nhưng ít ai biết được, kết quả của vụ bay lắc đó là Aiden đã đâm hỏng hàng chục tòa nhà cao tầng. Do lần đầu còn bỡ ngỡ, nhưng không sao, chị vừa đẹp vừa giàu nên được tha thứ hết. Trong game, cả hội anh kiệt đều có trứng phái 6 sao rồi, chỉ duy nhất Aiden là vẫn dùng cây súng kiếp cùi và cờ. Nhiều người còn đùa rằng đây mới là lý do khiến bà giỏi nên mới đòi đi chết ở tiền văn minh. Vậy là câu chuyện về Aiden đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đi hết video cùng bọn mình. Hãy tiếp tục ủng hộ bọn mình ra thêm nhiều video thú vị về thế giới Honkai Impact nhé.